mê ngộ mê thì thấy giả là chân thấy chân là giả không phân mơ màng ngộ là thấy rõ hai đàn chánh tà thật giả rõ ràng không sai mê thì tham đắm vẻ ngoài tưởng là nó đẹp lây hoay kiếm về ngộ thì thấy rõ bốn bề trong ngoài bất tịnh thấy ghê muốn lìa mê cho rằng nó chẳng tàn đẹp thì đẹp mãi mê mang muốn gần ngộ thì thấy rõ thật chân nó luôn biến hoại dù gần chẳng mê mê cho rằng nó lạc an chạy theo cạnh dục nồng nàn tưởng vui ngộ thì thấy rõ cuộc đời đắng nhiều ngọt ít chẳng rời khổ đau mê thì vui trước khổ sao vì ham cái lợi thi nhau giật giành ngộ thì thấy rõ tự sanh tham là gốc khổ giật giành tránh xa mê thì phiền não bao la nguyên nhân tội lỗi tạo ra khổ sầu ngộ thì trí tuệ đi đầu thấy nhân thấy quả khổ sầu không gieo Mê là cõi gốc khổ đau Muôn đời sinh tử khởi đầu từ mê Ngộ là cửa ngõ đi về Niết bàn thoát khổ Trừ mê muôn đời Mê tính Mê tính là cái lòng mình Tin điều không thật Sự tình tin sai Tin sai hành động cũng sai Việc làm vô nghĩa lợi ai mà làm thế gian lấy cái tâm phàm mà suy tâm thánh nên làm việc sai vì không học pháp như lai không tin nhân quả hiểu sai sự tình thế gian chìm đắm vô minh che mờ tâm trí nên tin đường tà ai không nghe pháp phật đà đường mê khó tránh đường tà dễ đi tinh gì tăng trưởng sân si tham lam chìm đắm là vì tinh sai để tâm học pháp như lai học rồi trí sáng đúng sai tỏ tường niềm tin lấy tuệ soi đường những điều vô nghĩa không tường không tin những điều không có mà tin tin điều không thật thực tình làm mê lầm mê từ ngàn xưa ở cõi đời nhân thế tạo ra nhiều tội lỗi bởi lầm mê bởi lầm mê không làm lành lãnh giữ tạo ác rồi khi chết phải khổ đau bởi lầm mê người cõi đời nhân thế không hiểu rằng có kiếp trước đời sau bởi lầm mê nên ác ý hại nhau không hiểu rằng nhân trước có quả sao từ ngàn xưa, người mê thường vẫn thế. Tạo ác rồi, không biết sẽ khổ đau. Tạo nhân lành là hạnh phúc về sau. Phật ra đời cũng vì người nhân thế. Sáng pháp màu dập tắt mọi lầm mê. Sạch mê lầm thì cũng hết khổ đau. Sống trên đời, đừng ác ý hại nhau. Cùng tu hành cho hạnh phúc mai sao si mê si là không hiểu biết gì mê là lầm tưởng đúng thì bảo sai si mê dẫn đến họa tai tham lam sân hận kéo dài xưa nay si mê không biết không hay vui buồn sướng khổ hàng ngày do đau si mê chỉ thích mong cầu nhân lành không tạo phước đau quả lành si mê tham đắm lợi danh nên làm việc ác việc lành chẳng ưa si mê chìm đắm say sưa chạy theo ngũ dục sao vừa lòng tham si mê lòng dạ hiểm nham cạnh tranh ghen ghét nên làm ác nhân si mê ác ý hận sân gây nên oan trái tạo nhân oán thù si mê lòng dạ rối mù không phân thật giả cho dù đúng sai vì không nghe pháp như lai si mê chồng chất kéo dài từ lâu tham lam thù hận thâm sâu si mê tăng trưởng ngục sâu sẽ vào súc sinh ngu xuẩn vì sao Si mê là lối đi vào súc sinh. Si mê tâm tối vô minh đều do tâm trí của mình không tu. Sớm nghe giáo pháp công phu, si mê sẽ hết do tu pháp lành. Ngày ngày trí tuệ khởi sanh, si mê sẽ diệt trở thành trí nhân, không còn tham đắm hận sân trí nhân là bậc chánh chân thiện lành